Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Bình Định Giáo Yêu. Ngày hôm nay em ghé căn chòi của ông lão Xuyền Xích và có hẹn với bé Nghĩa ở đây quý vị ơi. Thì hôm nay được nhận được một số tiền của quý mạnh thường quân trong và ngoài nước ủng hộ bé, có chị Kim với lại cô Nguyễn Bình. Thì ngày hôm nay anh em vô tình đến đây để mà chuẩn bị, sau khi mà chút xíu nữa thì anh em mình sẽ đi đến gặp gia đình của bé Huy. Thì ngày hôm nay anh em mình có một cái cuộc hẹn là với bên phía bên vị chính của bé Huy và cũng như là gặp bé Huy. Thì chút xíu nữa thì anh em mình đi và quý vị khán giả sẽ theo dõi hành trình của anh em mình lúc đó gặp gia đình của bé Huy có và gia đình của bé Huy chia sẻ gì. Nhưng mà trước khi đi thì ngày hôm nay anh em muốn hẹn bé Nghĩa đến chỗ này để mà cũng như là bữa giờ thì quý vị khán giả cũng đã biết được là bé Nghĩa là có là cậu bé 13 tuổi mà có đặc biệt cái đôi mắt âm dương và cũng như thấy được những cái phần âm. Thì ngày hôm nay anh em cũng muốn là trước khi mà đi xuống gặp gia đình của chị Hiền và cũng như là anh em đã gặp bé Nghĩa, thì có một số mạnh thường quân cũng bữa giờ thì xem theo clip của anh em mình thì cũng như là biết được cái hoàn cảnh của bé Nghĩa là mới 13 tuổi mà là trụ cột chính của gia đình, đi nhặt ve chai về nuôi bà với lại em nhỏ đó. Thì cái hoàn cảnh thì được quý vị mạnh thường quân cũng như là rất là thương, nên là ngày hôm nay thì giống như là phía bên anh Huy nè, thì anh Huy có gì chia sẻ với lại quý vị khán giả không? Thì hôm nay á, thì có hôm nay là chú đến đây thì như là có cái chị kia, chị cũng là giấu tên, chị gửi đồ cho con. Thì bây giờ đồ đó thì chú vô chú đưa cho con luôn ha. Dạ. Đây thì cái đồ này thì của cái chị mà chị đó là chỉ giấu tên chứ không có nói tên. Dạ. Thì trao cho con hai bọc đồ. Hai bọc này là đồ mới không đó con? Dạ. Hai đồ mới nè. Rồi thì bây giờ con nhận được đồ rồi thì con có cảm ơn cái cô mà Mạnh Thường Quân giấu mặt không? Giấu dạ, tên con, không? Con cảm ơn cô vì cô cho quần áo con mặc, chứ hồi đó tới giờ con mặc quần áo cũ không mà lần đầu tiên có quần áo mới. Con mừng. Mừng không? Mừng. Mừng giờ hát bài nữa ha. Dạ. Chú Huy là khoái hát lắm. Phải hát, phải hát. Gặp ai cũng kêu hát đó. Phải nghe nhạc, phải nghe nhạc. Rồi con làm tặng chú mấy chú một bài đi. Dạ con chỉ hát được một phút thôi được không chú? Được. Thì con hát bài Nỗi Lòng, Nỗi Lòng của con nghe. Rồi con thích bạn này con hát bạn đó. Mẹ Hiền ơi quê nhà chớ trông con về, vì nơi xưa người con phiêu bạn bạn thân cho đời. Mẹ quên này. Cái gì đó đỏ trong đó. Ủa sao bữa nay chú thấy làm như là con mắt con sao nó bị đỏ vậy Nghĩa? Dạ không biết về rồi nó bị đỏ gì luôn. Trúng gì mà? Trúng gì sao đỏ? Dạ không, nó không bị trúng gì hết. Đỏ tươi luôn kìa. Không bị trúng gì hết mà nó tối về là bị nhức mắt rồi sáng lên đỏ luôn. Tự nhiên là con bị đau đầu hay gì? Tự nhiên có dấu dân tiễn gì? Vô có cái này lại mà thấy con mình mệt thôi, mày cạo con á. Ngoại nặng gió cho con hả? Dạ mày nặng lắm. Như là từ hồi lúc mà mấy chú quay cái clip về con đi nhặt ve chai đó, con có cặp mắt âm dương đó. Ừ. Thì như là cũng hổm gài thì mấy anh em cũng có trao tiền cho con, như là về như là con với bà thì thấy như thế nào? Dạ thì về thì bà ngoại con thì mừng mà lên tim, lên cân đầu tim luôn. Lên đầu tim. Dạ mừng quá trời luôn. Mừng ngoại về rồi bữa đó chú trao tiền, ngoại con không biết nói gì, ngoại con kiểu mệt mệt trong người, xong rồi mấy chú đi là ngoại con mém xỉu. Tại mừng quá trời. Dạ. Rồi bữa giờ con có lụm ve chai thường không? Dạ có. Rồi giống như là mấy bữa đó thì cho chú thấy là bà ngoại mấy bà cháu á gói bánh bán, thì mấy bữa nay còn bán không? Dạ còn, giờ ngoại đang gói ở nhà. À, bữa nay cũng đang gói nhà. Dạ. Hiện tại là bé sao con mắt nó quá đỏ à? Con có kiến không? Dạ. Về con đeo kiến vô chứ. Dạ không. Kiến này là thì gió đó. Gió này vô mắt con như là có triệu chứng là nhặn đó. Nhà con không có đeo kiến.
thì cho chú hỏi cái này ha. Dạ. Như là từ hồi lúc đó là con đi nhặt chơi chai tới giờ, dạ, thì có lúc mà mấy chú chưa quay đó thì như là có cô chú mạnh thường quân nào để mà trao tiền cho con không? Dạ, thì cũng có vài lần. Thì hồi bữa thì cũng có một số tiền của các mạnh thường quân trong và ngoài nước cũng tặng cho mấy bà cháu của con rồi đúng không? Dạ. Thì hôm nay chú nhận được 2 triệu của cô Kim ở Mỹ. Dạ. Chị Kim, cô Kim gì ở Mỹ á, trên Facebook á. Dạ. Có gửi cho mấy bà cháu. Dạ. Rồi với 500 ngàn là của hình như cô Nguyễn Quỳnh. Dạ. Cô Nguyễn Quỳnh ở An Giang hay sao á. Tặng con 500, tổng cộng là 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi, nhưng là con có cái gì gửi đến cảm ơn cô Kim ở bên Mỹ không? Con cảm ơn cô Kim, đã trao tặng một số tiền để con dành chữa bệnh cho bà ngoại. Rồi còn 500 kia thì của cô Nguyễn Quỳnh. Cô Nguyễn Quỳnh. Dạ con cảm ơn cô Nguyễn Quỳnh vì cô Nguyễn Quỳnh đã cho con một ít tiền để mà lo mà ăn Tết. À, vậy Tết này ấm no rồi ha. Dạ. Tết này lớn rồi đó. Quá ấm no rồi. Dạ. Nói chung ra là hổm gài thì mấy chú cũng cập nhật là cậu bé nhặt ve chai có đôi mắt âm dương. Thì hôm nay là cũng có nhiều cô chú mạnh thường quân để giúp đỡ con có một số tiền lo bệnh cho bà. Và số tiền là để cho con ăn Tết ấm no ha. Dạ. Vậy bây giờ chú hỏi nè, ví dụ như bây giờ mấy chú sẽ không giúp cho con nữa, không có giúp tiền cho con nữa, thì con sẽ làm gì? Thì nếu mà mấy chú không giúp nữa thì con cũng sẽ đi nhặt ve chai bình thường, không có gì buồn. Nói chung ra là cái này không phải là mấy chú giúp con, mà tại vì mấy chú quay lên để giúp con như là chạm đến trái tim của cô chú Mạnh Thường Quân. Thấy con còn nhỏ mà như là biết chăm lo, biết lo cho bà mình, kiếm đi nhặt ve chai để dành dụm cái số tiền để đóng tiền nhà chứ lo bệnh cho bà. Như là cái đó là cũng là tấm lòng của con rất là trân quý. Nên là cô chú ở trên cộng đồng mạng thấy thương con, nên cô chú giúp ha. Dạ. Như là từ hồi lúc mà chú quay á, dạ, chưa quay đó, có cô chú Mạnh Thường Quân nào gửi tiền cho con không? Dạ không. Rồi như là con nhận được cái tiền của mấy cô chú Mạnh Thường Quân mà gửi cho con đó. Dạ. Thì như là về tối con với bà có tâm sự về cái số tiền mà của cô chú Mạnh Thường Quân gửi cho con không? Dạ thì cũng có, nhưng mà ít. Kiểu là ở nhà, ví dụ là mấy người ở trên đồng mạng người ta gửi tiền về cho con thì con tối con với ngoại thì tối cũng bàn là tiền này để làm cái gì ha, tiền này để sao thì cứ để vậy rồi không có xài tới. Để kiểu là đưa ngoài giữ và để dành. Nói chung ra cũng xài tới nha, đôi lúc mình cần. Dạ. Thì những cái chuyện gì mà chính đáng thì mình xài, chứ không phải là mình nghĩ là cái tiền của cô chú Mạnh Thường Quân gửi cho mình nhiều là mình xài nhiều nha con. Dạ không. Khi mà mình như gạo nè hoặc là bà bệnh đó. Dạ. Thì mình lấy tiền đó để mình mua thuốc rồi cho bà ha. Dạ. Nhưng mà bây giờ chú hỏi nè, giống như ngày hôm nay con nhận được 2 cái bọc đồ này á, thì con có mua đồ Tết chưa? Dạ thì con chưa có mua. Là bữa nay là cái đồ này là đồ này cô mua là đồ mới luôn đó chứ không phải là đồ cũ đâu. Dạ. Đó, rồi cái đồ này bây giờ là ở đây chú thấy cũng nhiều đó. Thì bây giờ một mình bận hay là sao? Dạ thì con một phần thì con sẽ mặc, còn một phần thì con sẽ dành cho em. Đó, dành cho em nữa. Nhưng là em là chú nghĩ là đồ này chắc em con là chắc có thể là bận. Vừa hơn con đó. Vừa hơn con đó, tại vì nói chung là hai đứa bằng nhau mà. Con bé, không, ốm hơn em. Ngày em chồng chị hơn. Nói chung là bé Nghĩa nói chung là kiểu như giống như là biết là quan tâm cho em á, cái đi cái gì cũng là kể cả một món ăn nhỏ cũng đem về cho em. Đó, bây giờ là được tặng đồ cũng đem về hai anh em chia ra phải không ạ? Thì chú sẽ thông báo với con ha. Dạ. Như là cái chị Mạnh Thường Quân cho đồ con á. Dạ. Là chị đó là sau này nếu mà thấy con á là thích mê ca hát. Dạ. Thì chị đó sẽ như là chỉ con về cái vấn đề mà cho con ca hát. Dạ. Như là con có vui không? Dạ thì con vui lắm. Vui mà không biết nói gì. Thì như là mình nghĩ sao thì mình nói vậy. Dạ. Như là có gì mà gửi tới cái cô đó không? Dạ thì cái con cho đồ con với mà cô mà hướng dẫn con hát á. Thì con cũng không có lời nói tại
tiện nhanh quá thì con chưa không có nói gì nói thì giờ con chỉ biết là cảm ơn thôi chứ giờ sao. À, nhưng là nó đến bất ngờ quá cũng không biết gì nói ha. Dạ. Vậy quay lại cái câu chuyện mà bữa giờ đi thì từ lúc mấy chú biết con á là vấn đề là có cái đôi mắt âm dương đó, thì rồi xong á là quý vị khán giả xem được clip của mấy chú chia sẻ về con á thì được giống như là anh em mình chia sẻ thì bé nó cũng rất là hiếu thảo và đặc biệt thì có cái đôi mắt âm dương như vậy thì bữa giờ con đi lụm cho chai ở giống như là nghĩa địa rồi thì con có thấy được cái gì nữa không? Dạ không. Là từ bữa gặp mấy chú quay tới giờ là cũng không thấy nữa hả? Dạ. Ngộ ha, là bữa đó là cứ em nó đến những cái nào là nó hay thấy luôn á, nhưng mà sao mà bữa giờ hay là có khi nào em nó chia sẻ nhiều á nó hết thấy luôn à ta, nó hết cái khả năng đó ta. Cái khả năng đó là hợp á thì cho thấy, không hợp thì đâu cho thấy được. Giống như là bữa giờ ủa nãy giờ con vô đây nè thì con có thấy cái gì ở trong hiện tượng khu vực này nữa không? Dạ, con không thấy gì nhiều, chỉ thấy là ba con ma chó thôi. Ma chó? Có ma chó luôn hả? Là sao? Dạ. Là sao? Dạ, kiểu là có ba linh hồn chó. Mà sao con thấy được? Ở đâu? Dạ, dưới chân nhà. Gì, dưới cái chân nhà này? Ghê vậy? Ủa sao mà có ma chó ta? Là mà nhưng mà con sao con thấy được? Dạ. Là sao con thấy được? Thì bữa mà con mà bị là đứng là tại nó đứng trước mặt con sợ rồi nó cái bị nó dí quá chạy không kịp. À là bữa con đi vô trong đó là bị nó dí luôn hả? Dạ. Rồi, Nghĩa cho chú hỏi Nghĩa. Dạ. Thí dụ như bây giờ là có một mạnh thường quân nào mà giống như là yêu mến con, dạ, cho con một số tiền lớn thì con có nhận không? Dạ không. Tại sao con không nhận? Bởi vì đối số tiền đó thì với gia đình con thì rất là lớn thì con sẽ không nhận số tiền, bởi vì số tiền đó là con thì sẽ đi giúp những người khó khăn khác chứ con không nhận vì số quá lớn. Số lớn là con biết bao nhiêu không, nhận hay không nhận? Dạ nếu mà số thì càng lớn thì con sẽ không cần nhận. Để cho những người ở trên đồng mạng sẽ đi giúp những người khác chứ không lẽ giờ trên đời này chỉ có một mình con nghèo. Còn dưới là nhiều người ta vẫn còn khó khăn mà. Còn giả sử có một vị đại gia nào đó bỏ ra 300 triệu, 400 triệu để dẫn con về nuôi luôn mà đưa cho bà ngoại con để con xa ngoại con với em con chịu không? Dạ không. Để cho ngoại con với em con có tương lai tốt hơn? Dạ không, thì con ở với ngoại con là lâu rồi thì con xa ngoại không có được. Mà bây giờ nếu mà có người nào mà lại thì bà ngoại con cũng không đồng ý đâu. Bởi vì bà ngoại thương con mà. Ngoại không bao giờ mà bỏ con đâu. Nhưng mà ở đây là tất cả anh em YouTube ở đây là quý bé Nghĩa ở một cái vấn đề đó quý vị. Thứ nhất là bữa giờ anh em chia sẻ câu chuyện của bé Nghĩa thì thứ nhất là bé Nghĩa hiếu thảo với ông bà nè, lễ phép với người lớn nè. Thứ hai nữa là biết nghĩ về cái gọi là cái cho những người xung quanh như là bà ngoại rồi xong em nữa, rồi nghĩ về mẹ. Rồi xong ngày hôm nay thì Nam đã thí dụ giống như là anh em thí dụ ở đây một cái vấn đề về số tiền của một quỹ mạnh thường quân nào đó giúp cho em. Thì em nó đúng là muốn là giống kiểu là bữa giờ cũng nhận đủ rồi là sẽ không có tham lam, nó muốn san sẻ cái tình cảm đó cho những cái người nghèo hơn. Và bé nó chia sẻ được một cái câu đó, nói chung là anh em rất là quý luôn á, thật sự rất là trân quý cái tấm lòng của con đã nhường cơm xẻ áo cho những cái mảnh đời còn như là chẳng hạn như con nhầm người khổ hơn con nữa. Thì như là chú cũng cảm ơn con đã được nghĩ tới cái những người xung quanh của con nha. Dạ. Để đáp lại tình yêu thương của quý vị Mạnh Thường Quân cũng như khán giả thì xin là son đi hỉ. Hát đó. Hát. Tào lao, nói tiếng Việt đi mà đọc tiếng Anh. Rồi giờ con cứ tại vì nãy giờ cũng cập nhật cũng hơi dài rồi nên là bây giờ mình con sẽ hát một bài hát cuối cùng để tụi chú kết thúc clip, là những cái bài hát đó là con gửi đến là cho cái cô á, là gửi cái phần quà quần áo cho con
và cô Kim ở bên Mỹ và cái cô gì 500.000 đó, cô Quỳnh đó, là bây giờ con có những cái bài hát nào mà con yêu thích nhất con hát tặng cho những cô chú đã tặng đồ con cái nha. Thứ hai nữa là cho những cô chú anh chị các bạn trên cộng đồng mạng đang quan tâm và ủng hộ con. Dạ. Thì con quen với hát được một bài bài tên là Tòng Phu. À Tòng Phu. Hát đi con. Bài Tòng Phu mới nữa nè. Chính em vì em đã cho anh biết yêu và thương, mà tại sao chết trao em là gió lúc qua nhìn đây anh đồng lại hơi xưa hoang mỹ trong câu ca này. Đời nào khi con tim lắng nghe nhìn thấy em lao đao luôn khi nào để anh dành cánh tay ôm lấy vào. Quá khó để chăm lo một người con gái em nó hạnh phúc khi mình cuối đời bởi nghèo. Quả nhiên là ai cũng thế thôi, chẳng ai chẳng tay cách đi một người mà quên đi hoàn cảnh trước mắt lòng tham. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng, vì cả tương lai nên là em trả lời của màng. Một nụ hồng thương ấy đôi ngày phải chịu nhiều gánh vác, giờ mang thêm đau thương vì vơi kẻ phụ phàng. Người muốn kêu ai trong màn đêm tối tăm đỏ đèn, vì muốn kêu gì hạ xu đây này xu ca. Đêm đêm khóc than mình ăn cơm bữa nước giọt cho chồng, làm sao quanh quên đi và thôi ngon, chồng em muốn đi hết trong lòng. Dạ. Quá hay. Vỗ tay. Nhưng mà chú hỏi nè, con tập bài này lâu chưa? Dạ mới đây. Để tính ra là nó chưa đi chưa được tầng. Ừ. Chưa được tầng. Nó chưa có đi học mà chữ là tập rất là nhanh nha. Tính ra sáng dạ luôn á. Thì hôm đó là anh em mình quay chỗ này á, thì như là cái chữ á đưa ra nhầm, khi mà cái người mà không có đi học á là cái chữ đó nhìn không biết luôn. Đúng rồi. Mà nhìn qua cái đọc một lọt một còn viết chữ được nữa. Cái đó là nói chung ra là bé như là tuy rằng không có đi học mà bé có năng khiếu hay sao ha. Có cái năng khiếu sáng dạ đó. Ừ, sáng dạ cực kỳ luôn. Chú hỏi nghĩa nè. Thí dụ như bây giờ con có một cái ước mơ là con thích làm cái nghề gì nhất? Dạ thì nếu mà con có một cái giấc mơ, nếu con có ước mơ thì con sẽ là người cũng đi quay những cái nghèo khổ khó khăn để con giúp đỡ những người khó khăn ở trên đời. À, làm đồng nghiệp chứ như tụi chú luôn hả? Dạ. Thêm một đối thủ nữa đây. Dạ. Trời ơi. Thêm một đối thủ ơi. Như là thí dụ giờ chẳng hạn đi, bây giờ con á là đi nhặt ve chai cái cuộc sống mưu sinh hàng ngày đúng không? Dạ. Thì con giờ mơ ước á, là con cũng được như mấy chú, là được đi quay như mấy chú để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như con đúng không? Dạ. Thì bây giờ cái ước mơ đó thì chú nghĩ nếu mà con có cái niềm mơ ước đó con sẽ trở thành hiện thực, tại vì nó nói chung nha rất là dễ. Nhưng mà thấy gì khó lắm đó nha, chú làm lương sáng 6 triệu à, rồi sao đi giúp ai? Dạ thì con chỉ đi quay rồi nếu mà ai những lòng hảo tâm ở trên mạng thì sẽ gửi tiền về mà con đi giúp người người đó để người ta có một mai mốt người ta sẽ có một cái Tết ấm no. Để chẳng hạn như con vậy ha. Dạ. Năm nay là con ấm no rồi đó. Dạ. Mạnh Thường Quân thì quý Mạnh Thường Quân thì người ta giúp cũng giai đoạn nào đó thôi chứ không thể nào giúp mãi đâu nha. Dạ. Nên là mình cố gắng sử dụng số tiền để đúng mục đích. Dạ. Để sau này thì như là nói chung ra thì bé là cũng anh em mình đến đây mình quay bé hổng gà, anh em mình cũng cập nhật là cũng phải trên gần 10 clip rồi. Yeah. Thì những cái gì á là chú đến chú quay cho con. Yeah. Là cái tiền Mạnh Thường Quân của Mạnh Thường Quân gửi cho con. Yeah. Thì như là chú đến đây là chú trao, còn như là về cái mục đích mà như là mấy chú mà không có nhận tiền á thì mấy chú cũng ít quay lắm. Yeah. Đúng không? Nên là sau này nếu mà con có ước mơ gì vậy đó thì chú sẽ chúc con cái ước mơ của con trở thành hiện thực ha. Dạ. Yeah. Rồi tướng ông như con nhái nha quý vị. Tướng nhỏ nhỏ con quá vậy. Vậy mà có bồ rồi đó. Chia tay rồi hả con? Dạ. Bữa nó nói nó yêu đơn phương bé kia luôn quý vị. Con không? Yêu đương gì chứ? Con không. Sao? Không có. À, quý vị ơi, em có bán thuốc bổ xương gốc glucosamine loại 280 viên với giá là 850.000 free ship toàn quốc.